Và hello Nam, mình là Đan và chào mừng Nam đã quay trở lại với Smash và đây là chuyên mục về gaming. Nếu nhắc về laptop gaming thì một dòng sản phẩm không thể nào bỏ qua chính là ROG đến từ Asus. Và trong đó dòng ROG Strix là dòng có gọi là đỉnh cao nhất của ROG, ví dụ như là có thiết kế hầm hố nhất, thiết kế đẹp nhất nè, cấu hình mạnh nhất, cũng như là trang bị những công nghệ tiên tiến nhất, ví dụ như là quạt tản nhiệt này nọ. Thì trên tay mình đây là một dòng với mã hiệu là G533Z. Thì để xem nó có gì đặc biệt mà được xem là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của G533. Và như thường lệ thì đường link sản phẩm mình để ngay phần mô tả video. Asus ROG Strix K15G533Z sắp tới đây sẽ được bán chính hãng và giảm tận 3 triệu đồng so với giá niêm yết. Khác gì mua laptop tặng một SSD 1T đâu. Anh em nhớ click vào để mà biết thông tin chi tiết nha. Đầu tiên, như mọi khi mình sẽ bắt đầu về phần thiết kế. Nếu anh em nào có ác cảm với laptop gaming vì nó quá hầm hố, quá màu mè thì với con laptop này, à thật ra con này cũng màu mè, nhưng mà màu mè theo cách rất là riêng của Asus, màu mè theo kiểu thể hiện từng đồng mà bạn bỏ ra khi mua sản phẩm này và màu mè theo kiểu đắt tiền. Về tổng thể thì như trên video các bạn thấy, đây là một laptop gaming nên sẽ có kích thước và trọng lượng khá là lớn, 2,3 kg, với độ dày lớn nhất lên đến 2,72 cm. Hai con số này mới nghe qua thì có vẻ lớn, nhưng mà so với lại những laptop gaming thì đây vẫn là một con số đẹp. Mình có sử dụng con này được 2 tuần, bỏ vừa tất cả những ba lô laptop hiện tại, và trên lưng mình 2 tuần nay nó cũng không là phải là một vấn đề quá lớn về cân nặng. Tuy nhiên đây là một chất liệu nhựa cao cấp, chịu nhiệt và chịu va đập tốt, không có hiện tượng ập ẹp khi bạn nhấn vào bất kỳ vị trí nào, kể cả cái phần yếu nhất chính là cái phần bản lề của màn hình, các bạn ấn vào nó cũng không có biến dạng quá nhiều. Tất nhiên do là một sản phẩm cao cấp nên sẽ có một vài điểm đặc biệt mà không phải laptop nào cũng có. Đầu tiên là phần nắp ở mặt sau, nó được thiết kế tách biệt với tổng thể và bạn có thể thay thế nó bằng hai cái nắp khác tặng kèm trong hộp, tạo sự custom thể hiện cái sản phẩm đắt tiền. Sáng tiền bên cạnh phải này sẽ có mỗi key màu đỏ. Với anh em nào là tín đồ của ROG cũng không lạ với cái key này. Mọi thiết lập của anh em về hiệu năng, về tốc độ quạt, về cả cái đèn led RGB nó sẽ được lưu ở key này. Và nếu mà anh em muốn chuyển đổi laptop, chuyển sang một con ROG Strix khác thì cần cắm cái key này vào, thì mọi thiết lập của anh em được áp dụng vào con laptop mới. Tiếp theo sẽ là phần led RGB. Thì bạn nào là tín đồ của RGB, ví dụ như giống anh Độ á, thì không thể nào bỏ qua chiếc laptop này, vì đây là dòng laptop có đèn led RGB thuộc dạng nhiều nhất trên thị trường. Chúng ta sẽ có đèn led tại logo RGB mặt lưng, led bàn phím, led gầm máy và có cả đèn led ở bên dưới cạnh màn hình. Phần led RGB ở dưới cạnh gầm này sẽ được kéo dài sang hai bên để gây sự chú ý cho những người ở bên phải và bên trái của bạn. Còn về đoạn led ở dưới nắp mặt lưng này, khi mới đầu mình nhận máy mình cũng thấy hơi lạ, tại sao người ta lại đặt cái một cái dây led ở dưới màn hình này. Thì khi mà mình đã xem video á, mình có công nhận là cái led này nó thật sự gây một sự chú ý nhất định cho người đối diện. Cụ thể là cái phần led này sẽ giả ánh sáng xuống dưới phần cạnh dưới này, mà cái phần mà đã được thiết kế với ô vuông này á, nó sẽ tán xạ ánh sáng lên, và nó không chỉ tạo sự khác biệt về ánh sáng cũng như là không làm chói mắt người đối diện. Tiếp theo mình lật máy sang phía mặt lưng. Thường với những laptop á, mình sẽ không nói về mặt lưng đâu, tại vì nó cũng chả gì cả. Tuy nhiên mặt lưng cho laptop này tạo nên một sự khác biệt và sự đẳng cấp nhất định. Phần ô tản nhiệt sẽ được thiết kế chia khối, có cả dòng chữ đặc trưng của LG, ví dụ như là Fordo Hude. Sẵn tiện nói về tản nhiệt thì máy này sẽ có hàng loạt công nghệ tản nhiệt tiên tiến nhất trên thị trường, ví dụ như keo tản nhiệt kim loại lỏng Conductional Extreme thế hệ mới, và tản nhiệt Airflow, và có cả tận 6 ống tản nhiệt kim loại bên trong phần đế này để mà duy trì một hiệu năng của máy trong một thời gian dài mà không bị giảm xung do hiện tượng overheat. Trở lại mặt trên máy, phần bàn phím. Đây là bàn phím cơ low profile, phát ra những tiếng lách cách nhẹ nhẹ vui tai cho có cảm giác gaming. Hành trình phím là 1,9 mm và theo công bố có thể lên đến 20 triệu lần bấm. Với công nghệ Overstroke độc quyền của Asus giúp cho phím bấm có tín hiệu sớm hơn. Túm lại là cảm giác chơi game hoặc là thậm chí gõ quật trên bàn phím này cực kỳ tốt. Các bạn mua con này về để mà chơi game thì cũng không cần phải mua bàn phím rời. Phần layout bàn phím ở phía trên sẽ có một vài nút chức năng mặc định để các bạn tùy chỉnh. Các bạn có thể đặt những chức năng này cá nhân hóa bằng phần mềm đi kèm Armoury Gray.
Bên phải sẽ có hàng nút để các bạn chuyển bài hoặc là dừng bài phù hợp cho bạn nào thích nghe nhạc. Xuống xuống phía dưới phần touchpad sẽ có kích thước tương đối lớn và độ ghi tai ở mức ổn. Cái nút touchpad này các bạn có thể chuyển nó thành hàng phím số bằng cách nhấn đè nút numlock này trong khoảng 1 giây. Thiết kế này sẽ phù hợp cho những bạn có công việc liên quan nhiều đến nhập liệu. Còn về cổng kết nối thì chúng ta sẽ có đầy đủ những cổng và cách bố trí cực kỳ khoa học, bao gồm một Thunderbolt thế hệ 4, một Type-C Support DisplayPort, cổng sạc HDMI và cổng mạng LAN ở phía sau. Bên cạnh trái của máy sẽ có hai cổng USB 3.2 Gen 2 Type-A và một sắc 3.5. Một điểm mạnh khác của laptop này là nó được trang bị tận 4 lo, hai lo ở phía mặt trước và hai lo ở gần phiển bản lề. Và phần lo này sẽ được tôn bằng Dolby nên nó sẽ có một chất âm kiểu như là hiệu ứng vờm tốt hơn. Trải nghiệm hệ thống lo trên laptop này nó không chỉ mang đến một âm lượng lớn mà trải nghiệm về hiệu ứng âm thanh cũng tương đối gần giống với lại xem rạp. Các bạn xem phim bằng chiếc laptop này, Netflix bằng chiếc laptop này không cần đeo tai nghe vẫn có một trải nghiệm tối ưu. Chuyển đến một trang bị đáng đồng tiền bát gạo trên G533Z chính là phần màn hình. Về thiết kế thì nó không chỉ đẹp với viền hai bên và viền bên trên mỏng, đánh đổi là không có camera. Các bạn lưu ý nha, mua laptop này để mà học online thì sẽ không được, nhưng mà cũng dễ hiểu thôi. Asus làm một sản phẩm này để mà chú trọng đến đối tượng là game thủ. Còn về phần bản lề sẽ được làm theo kiểu nhẫn, nó có độ mượt cũng như độ cứng tốt, bạn thậm chí có thể mở màn hình bằng một tay. Điểm mạnh trên chiếc màn hình này là 240Hz 2K. Bạn không nghe nhầm đâu, một màn hình laptop 15.6 inch, độ phân giải là Quad HD 2560 x 1440 nhưng tần số quét là đến 240Hz. Với cái thông số như thế này thì thậm chí những monitor màn hình rời cũng phải e dè chứ chưa nói đến là một cái màn hình laptop như thế này. Tấm nền sẽ là IPS với độ phản hồi chỉ 2ms. Ngoài ra tấm nền này sẽ có hàng loạt những chứng chỉ khác, ví dụ là Dolby Vision HDR, chứng chỉ Hi-Res, độ sáng đến 300 nits và độ chính xác màu 100% DCI-P3. Nói chung là mình chưa từng trải nghiệm một cái màn hình laptop, thậm chí là những cái monitor màn hình rời mà có chất lượng như thông số lớn như thế này. Bạn nào mua laptop gaming mà chú trọng nhiều về phần màn hình thì đây là lựa chọn tối ưu nhất. Cuối cùng về phần hiệu năng, với phiên bản G533ZM LN013BK đang được bán tại CVS, bạn sẽ có 16GB RAM DDR5 4080MHz, 1TB SSD M2 NVMe. CPU sẽ là Intel Core i7 12700H với 14 loại 20 luồng, xung nhịp tối đa là 4.7GHz với TurboMax Technology 3.0. Với thông số như thế này thì các bạn có thể sử dụng Blender Best tại nhà, tốc độ nhanh như gõ Word. Về GPU ta sẽ có Nvidia GeForce GTX 3060 6GB GDDR6. Với cái hình này thì mình sẽ thử nhanh một vài tựa game đình đám. Đầu tiên sẽ là PUBG, mình đang để ở cấu hình tối đa với độ phân giải là 2K và mọi thứ đều là Ultra hết. Thì như trên màn hình mà thấy, với cấu hình game thế này, FPS rơi vào khoảng 60, khá là ổn để mà chơi một tựa game FPS. Nhưng mà nếu như các bạn muốn tận dụng màn hình 240Hz này và để mà tăng cái FPS lên thì có thể giảm một vài thông số về đồ họa. Một điểm đáng lưu ý khác khi chơi game chính là quạt tản nhiệt. Không biết trên video bạn nghe hay không, nhưng mà quạt tản nhiệt mình đang để ở chế độ turbo và nó kêu khá là to, nó sẽ ảnh hưởng nếu các bạn chơi game bằng loa ngoài. Tuy nhiên đây là một điều mà mình cảm thấy chấp nhận được với khả năng tản nhiệt tốt như thế này, và nhiệt độ của CPU cũng như GPU như trên màn hình các bạn thấy chỉ rơi vào khoảng 70 độ C. Chuyển sang một tựa game offline là Call of Duty World War 2 thì mức cấu hình của mình tất nhiên sẽ để ở mức extra toàn bộ, và màn hình của mình đang để ở độ phân giải cao nhất để xem nó sẽ được bao nhiêu FPS nha. Thì như trên màn hình các bạn thấy, với một tựa game có cấu hình đình đám vào khoảng 3 năm trước và mức đồ họa mình đang ở mức tối đa, nhưng mà cái FPS nó đạt được hơn 200, tức là nó tận dụng gần như là tối đa chiếc màn hình 240Hz này. Với Call of Duty World War 2 và mức đồ họa như thế này nhưng mà vẫn đạt được hơn 200 FPS thì mình tin chắc rằng những tựa game nhẹ hơn, ví dụ là CSGO hoặc là các bạn chơi Liên Minh, thì không phải đắn đo với chiếc laptop này. Và rồi, ok, mình đã hoàn xong bài trên tay sản phẩm laptop ROG Speed K15G533Z, một laptop mà để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất. Đó là từng những con laptop mà mình trên tay á, thì mình chỉ mượn nó khoảng 1-2 tuần để mà viết bài thôi. Nhưng mà với riêng sản phẩm này, mình xin phép mượn tận 6 tháng để mà chơi game cho đã. Bạn nào muốn có trải nghiệm như mình thì đừng quên sản phẩm mình để ngay phần mô tả video. CMS sẽ bán chính hãng sản phẩm này với mức giá cực kỳ ưu đãi và nhiều quà tặng cũng như khuyến mãi. Anh em nhớ click vào để mà xem chi tiết nha. Mình là Đan, nếu các bạn thấy video này hay, bấm mình một like, một subscribe để ủng hộ tụi mình trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.